có khoảng 10.000 loài chim trên khắp thế giới. Một số loài chim như chim hải Âu lang thang có sải cánh dài từ 2,5 đến 3,5 mét. Có thể nặng hơn 11 kg và bay hàng trăm dặm trong một ngày. Và hàng ngàn dặm di cư trong nhiều ngày không bao giờ dừng lại. Điều đó khá tuyệt vời đối với một con chim nặng hơn hầu hết gà Tây. Điều gây ấn tượng không kém đối với những loài chim lớn là những loài chim nhỏ mà chúng ta gọi là chim ruồi. Ước tính có khoảng 350 loài chim ruồi trên thế giới với kích thước khác nhau. Chiều dài từ 5 đến 20 cm và trọng lượng 2 đến 25 g. Chim ruồi khổng lồ có sải cánh dài bằng cây bút chì và nặng chưa bằng một cây bút chì. Đúng vậy, ngay cả những con chim ruồi lớn nhất cũng không nặng bằng một tấm bưu thiếp tiêu chuẩn. Chim ruồi ong có não, tim, mỏ lưỡi, hai mắt, hai cánh, hai chân. Tám ngón chân và khoảng một nghìn chiếc lông vũ cũng như nhiều bộ phận cơ thể khác. Nó chứa đầy những cấu trúc nhẹ được thiết kế tuyệt vời. Tất cả trong một cơ thể nặng chưa đến một xu. Chim ruồi ong là loài chim nhỏ nhất thế giới. Chỉ dài 5cm từ mỏ đến đuôi và nặng 2g hoặc ít hơn. Vì chúng bay lượn trên không và hút bật hoa, và chỉ dài hơn khoảng 1 cm so với một số loài định. nhìn đôi khi chúng bị nhầm với ong. Chim ruồi ong có thể nhỏ bé nhưng có thể mang đi. Nhiều hàng hóa ở dạng mật hoa và côn trùng nhỏ. Mỗi ngày, những con chim này ăn lượng thức ăn bằng khoảng một nửa trọng lượng cơ và thể và uống nước gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể của chúng. Điều đó tương đương với việc một đứa trẻ nặng 36 kg ăn 72 kg và thức ăn. uống khoảng 280 lít nước mỗi ngày. Tại sao chú chim nhỏ này lại cần nhiều thức ăn và nước uống đến vậy? Bởi vì nó đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Và tại sao nó lại cần nhiều năng lượng như Bởi vậy? Bởi vì chim ruồi ong vỗ cánh bay hàng chục nghìn lần mỗi ngày. Nếu siêu anh hùng Flash là một con vật thì chắc chắn anh ta sẽ là một con chim ruồi. Có vẻ như mọi thứ về loài chim này đều diễn ra rất nhanh. Trong khi hầu hết các loài chim đập cánh ít hơn 5 lần mỗi giây thì chim ruồi sử dụng bộ ngực mạnh mẽ và đàn hồi của chúng, và các cơ supracorasius để vỗ cánh với tốc độ cực nhanh. 50 lần mỗi giây đối với chim ruồi Bắc Mỹ và 80 lần mỗi giây đối với chim ruồi ong. Chim ruồi có thể bay theo chiều ngang với tốc độ 30 dặm một giờ, mà xét đến kích thước của chúng thì khá là tuyệt vời và có thể lặn thẳng đứng trong không khí với tốc độ lên tới 60 dặm một giờ. Hơn nữa, chúng có thể dừng lại ngay trên không chỉ bằng đôi cánh nhào lộn mạnh mẽ của mình. Không tính côn trùng, quá trình trao đổi chất của chim ruồi nhanh hơn bất kỳ loài động vật nào trên trái đất. Ngay cả lưỡi của chúng cũng rất nhanh giống như ong, chim ruồi hút mật hoa. Những con chim nhẹ cân này có thể hút hết mật hoa ngọt ngào chỉ bằng 15 lần liếm trong một giây. Và, như bạn có thể đoán, tim chúng cũng đập nhanh. Rất nhanh, khi nghỉ ngơi, nó có thể đập 500 lần mỗi phút. Và khi hoạt động, tim của nó có thể đập 1.200 lần phút hoặc 20 lần giây. Flash siêu anh hùng là giả tưởng nhưng anh hùng chim ruồi. Rất chân thực và cực kỳ nhanh, được thiết kế rõ ràng và đặc biệt tốt. Bạn có thể nghĩ rằng loài động vật có mức độ trao đổi chất cao như vậy sẽ không có khả năng di cư ở khoảng cách xa. Tuy nhiên, Chim ruồi được biết là có thể di chuyển hàng ngàn dặm từ Canada tới tận Costa Rica. Mặc dù có nhiều nơi dừng lại và tiếp nhiên liệu trên đường đi, một đoạn bao gồm việc băng qua vịnh Mexico. Bằng cách nào đó, loài chim ruồi và đặc biệt là loài chim ruồi họng hồng ngọc có thể bay khoảng 500 dặm trong khoảng 20 giờ, trung bình khoảng 25 dặm 1 giờ. Không ngừng nghỉ, xuyên suốt vịnh Mexico, Chuyến bay của chim ruồi không giống bất kỳ loài chim nào khác. Những loài động vật bay ngoằn ngoèo, bay nhanh đáng kinh ngạc này có khả năng di chuyển đôi cánh rất nhanh. Và trong chuyển động hình số 8 được thiết kế đặc biệt như vậy, thì chúng là loài chim duy nhất trên thế giới có thể bay ngang và lùi, cũng như bay lên và xuống. Trong khi đó vẫn giữ cho thân của chúng hầu như đứng yên. Chúng là những chiếc trực thăng bay lượn của thế giới loài chim. Trên thực tế, chúng được thiết kế tốt hơn nhiều so với trực thăng như chim ruồi thậm chí có thể bay lộn ngược một số người cho rằng sự tiến hóa tự nhiên chắc chắn đã tạo ra loài chim ruồi người ta cho rằng chim ruồi tiến hóa từ những loài chim kém tiến bộ hơn có đôi cánh di chuyển khác nhau được cho là tiến hóa từ động vật hàng triệu năm trước đó thậm chí còn không có cánh nhưng điều này không thể xảy ra khác gì một cơn lốc xoáy quét qua một bãi phế liệu và chế tạo một chiếc trực thăng hoạt động hoàn hảo nếu bạn tạo ra một con chim robot có thể vỗ cánh 80 lần mỗi giây, có thể bay lượn như một chiếc trực thăng trong một phút và bay qua 500 dặm đại dương trong phút tiếp theo, thì không ai có thể kết luận rằng con chim robot được thiết kế đặc biệt của bạn là kết quả của một nguyên nhân ngẫu nhiên, tự nhiên nào đó. Vậy thì tại sao người ta lại nghĩ rằng hàng triệu năm thời gian, những đột biến và những quá trình ngẫu nhiên, có thể tạo ra khả năng bay tuyệt vời như khả năng bay của chim ruồi. Trích lời của tổ phụ Job, hỏi các chim trời thì chúng nó sẽ bảo cho người trong các loài này, loài nào chẳng biết rằng tay của Đức Chúa Trời đã làm ra những vật ấy, trong tay ngài cầm hồn của mọi vật sống, và hơi thở của cả loài người.